Mỗi nền văn hóa khác nhau đều được xây dựng từ những ký ức, lịch sử truyền miệng, những câu chuyện huyền thoại, và văn hóa sneaker cũng không phải là ngoại lệ. Là fan của sneaker và bóng rổ, chắc chắn không ai không biết về những câu chuyện ly kỳ xung quanh Jordan Brand, mà cụ thể ở đây chính là câu chuyện về đôi Jordan 1 huyền thoại từng bị NBA cấm. Vậy thực hư câu chuyện này là như thế nào? Hãy cùng Bóng Rổ TV làm sáng tỏ. Trận đấu chính thức đầu tiên của Michael Jordan diễn ra vào ngày 26 tháng 10 năm 1984. Đồng thời hợp đồng của Jordan với Nike cũng chỉ bắt đầu từ thời điểm này. Cả mùa hè năm đó, Michael Jordan đang bận thi đấu cho đội tuyển Mỹ ở Olympic, cũng như cân nhắc ký kết hợp đồng với Adidas. Vì vậy, Nike không thể nào chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi mà chuẩn bị kịp một đôi giày mới hoàn toàn cho Jordan. Thay vào đó, Jordan đi một đôi Airship đen đỏ mà Nike đặt riêng. Peter Moore, giám đốc sáng tạo của Nike kể lại rằng Nike đã chuẩn bị khoảng 25 đôi chỉ dành cho Jordan. Và chắc chắn vào thời điểm đó, nó chẳng mang lại bất kỳ sức hút nào. Sau đó Nike kể rằng NBA đã cấm cửa đôi giày đen đỏ của Michael với lý do nó quá khác biệt. Thời điểm đó, giày bóng rổ chủ yếu là nền trắng, đồng thời các cầu thủ trong đội phải đi giày cùng một màu. Khi Jordan phá luật ở preseason năm 1984, thì NBA đã gửi án phạt cho Nike. Và như được kể lại, Jordan vẫn đi đôi giày này và Nike chịu hết mức phạt 5.000 đô một trận. Câu chuyện trên ngay lập tức gây ấn tượng cực kỳ đặc biệt và có sức hút không nhỏ khi được dùng cho quảng cáo. Nhưng thật sự thì Jordan đã phạm luật mấy lần. Bạn có thể dễ dàng tìm được ảnh Michael Jordan trong mùa giải đầu tiên, nhưng hầu như không hề có tấm ảnh nào nhìn thấy anh đang chơi một đôi giày đen đỏ. Hình ảnh duy nhất về đôi Air Jordan đen đỏ tại mùa giải NBA 1984-1985 là khi Jordan tham gia NBA Dunk Contest vào năm 1985, nơi mà quy định về đồng phục không quá chặt chẽ. Ngay sau đó, Jordan vẫn tiếp tục đi Airship, nhưng trong những phối màu nền trắng chứ không phải là đen. Lá thư của NBA được ký bởi phó chủ tịch điều hành Russell Wranick chắc chắn có thể coi là một lời cảnh báo phạt tiền. Nhưng Nike sau đó không thể đưa ra bất kỳ biên bản tiền phạt hay bằng chứng nào cho thấy NBA thực sự phạt Jordan vì vi phạm quy định về trang phục. Vì vậy, tính chính xác về mặt lịch sử của Jordan bị cấm là không tồn tại, bất chấp những gì Nike quảng cáo và kể lại. Cho đến bây giờ, số phận của những đôi Airship đen đỏ đầu tiên được làm riêng cho Jordan vẫn là ẩn số. 25 đôi giày đó mới chính là những đôi giày thật sự bị NBA cấm cửa và mới là những đôi giày sẽ bị săn nhiều nhất với những fan cứng cựa của MJ. Vậy là ta có thể kết luận rằng Air Jordan 1 chưa bao giờ bị cấm bởi NBA, mà thứ bị cấm là phối màu đen đỏ của đôi Airship. Có thể tất cả chỉ là một chiêu bài marketing của Nike, nhưng nó đã thực sự hữu hiệu khi Nike thu về khoảng 70 triệu đô bằng việc bán những đôi Jordan 1 chỉ sau 3 tháng ra mắt và bước đầu tạo nên một thương hiệu tỷ đô trong tương lai.